chị của em có thể lựa chọn những mẫu đầm như vậy với tông màu này để mình mặc đi tiệc, những buổi tiệc sang trọng đúng không ạ? Vậy thì hôm nay TTV sẽ giới thiệu cho mình một mẫu đầm với form dáng thiết kế là form A và với tông màu là tông màu đỏ đô, thì tạo nên sự quyến rũ cũng như là rất là sang trọng. Và đặc biệt với mẫu đầm này cũng không thể thiếu sự trẻ trung, bởi vì ở phần trên của em thiết kế cánh tay thì các chị có thể thấy là đây là một phần cánh tay có điểm nhấn rất là đặc biệt. Nhìn cái form dáng đầm của mình sẽ trẻ trung hơn, nhìn nó tươi sáng hơn ha cả nhà mình ha. Với thiết kế của nhà em, mẫu đầm này thì chất liệu vải là chất liệu vải đũi trơn cao cấp, mặc lên sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Và đặc biệt là với chất liệu vải này thì sẽ che được hết hầu hết tất cả các khuyết điểm mà các chị không mong muốn ha. Và mẫu đầm em Trinh đang mặc hiện tại đã và đang có mặt tại tất cả các cửa hàng, các showroom của TTV tại các chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Các chị của mình có thể ghé qua mặc thử, hay là chị nào ở xa không ghé được thì mình có thể lên website là ttvstore.vn cũng như trang fanpage của nhà em là ttvstore nha. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý